Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca đại chúng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về kinh Pháp Hoa. Hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 96. Kỳ triển khai kỳ thứ 33 nhằm ngày 28 tháng 10 âm lịch năm Bính Tý. Hôm nay chúng ta học về phẩm trì, phẩm khuyến trì thứ 13. Trì tức là thọ trì, tiếp thu cái giáo lý ở trong kinh, rồi hành trì áp dụng trong cuộc sống, và gọi là trì. Bài kệ khai kinh: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giả Như Lai chân thật nghĩa. Đó được gọi là cái bài kệ khai kinh, có nghĩa là cái giáo pháp của Phật là cái pháp thậm thâm vi diệu, vô thượng. Không còn cái triết lý nào mà nó chính xác hơn nữa được. Cái điều này là thật, có thể tự hào mà nói như vậy. Lẽ tất nhiên là trên cõi đời này thì nhiều cái triết lý, nhiều cái tôn giáo, người ta cũng có cái tự hào của người ta. Đạo Phật thì cũng có cái nền triết lý, cái giáo lý của Đạo Phật, mà giáo lý của Đạo Phật có thể tự hào điều đó, rằng là nó là vô thượng, là thậm thâm, là vi diệu. Thì cái chuyện này nếu mà đứng về cái mặt khách quan mà nói thì tất nhiên là nhiều người ta nghe người ta không bằng lòng rồi. Người ta không cho rằng là giáo lý của Đạo Phật có khả năng thậm thâm vi diệu tới cái mức vô thượng. Tuy nhiên cái điều đó, cái người mà có học Phật thật sự và có nghiên cứu các cái nền giáo lý triết học khác, có so sánh thì mới có thể thấy được cái điều đó. Do vậy cho nên là người ta có thể tin, cũng có thể không tin. Không tin là vì người ta không có đủ thời giờ, không có đủ khả năng, không có đủ sự hiểu biết để mà nghiên cứu cho tường tận thấu triệt, thì người ta có quyền không tin. Điều đó mình cũng có gì phải phiền trách người ta. Nhưng mà cái người mà có đủ điều kiện mà nghiên cứu, mà tư duy, mà tu học, thì ta có thể thấy rằng là giáo lý của Đạo Phật là vô thượng, thậm thâm và vi diệu. Ta có thể tự hào như vậy. Do vậy cho nên bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trải trăm đời nghìn kiếp không dễ gì mà gặp cái cơ hội để mà học mà tu đâu. Cái người mà có cơ hội học được, tu được, nghe được là cái người đó phải có trồng
cái học giống Phật trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà cái điều mà khó nghe và khó hiểu và khó gặp hơn hết là giáo lý Đại Thừa Liễu Nghĩa. Chứ còn cái câu đó đó thì bình thường là ai lật cái bộ kinh nào ra cũng có đọc cái bài kệ đó. Nhưng mà cái bài kệ đó thì có những cái thứ kinh đành rằng trước khi tụng cũng đọc bài kệ đó, nhưng mà coi chừng nó không phải là cái loại nghi diệu pháp vô thượng thậm thâm, chứ không phải kinh nào mà trên đời này mà người ta đem vô chùa người ta tụng cũng gọi là cũng đọc cái bài kệ đó mà trúng hết. Có những thứ kinh đọc không trúng. Thành ra phải còn phải để ý cái đó nữa. Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì, ngày hôm nay con có cơ hội, có điều kiện được thấy, được đọc cái bộ kinh, được nghe cái bộ kinh này, và nguyện được học cái giáo lý này, cho nên con nguyện tiếp thu để mà hành trì, để áp dụng trong cuộc sống. Cái chữ trì là vậy đó. Chữ thọ là tiếp thu, chữ trì là hành trì, tức là nó thể hiện áp dụng nó trong cuộc sống của mình, gọi là thọ trì. Tiếp thu cái giáo lý đó, học cho rõ, học cho kỹ, hiểu cho kỹ, rồi đem nó mà áp dụng trong cái đời sống của mình, lấy nó làm cái tiêu chuẩn để mà uốn nắn, mà gột rửa, mà hóa giải những cái điều sai trái của thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chứ trì là hành trì là vậy, hành trì là áp dụng cái giáo lý đó để mà chỉnh đốn lại, coi nó như là một sợi dây mực thẳng băng để làm cái chuẩn. Cái nào mà nó sai với cái giáo lý đó, cái chuẩn đó, thì mình phải gọt đẽo nó đi, phải mài dũa nó đi, phải uốn nắn nó đi để cho nó ngay theo cái chuẩn của cái giáo lý này. Làm được như vậy gọi là ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giả Như Lai chân thật nghĩa. Học kinh Phật là nguyện thì tìm hiểu cái nghĩa chân thật của kinh. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng hoài, kinh là để mà đọc, để mà nghiên cứu, để mà tư duy, để tiếp thu rồi hành trì ứng dụng trong cuộc sống. Chứ kinh không phải để tụng ở trước bàn Phật. Nếu mà muốn tụng thì tụng ở đâu cũng được. Nằm ghế bó, nếu có ghế bó, nằm ghế bó tụng cũng được. Nếu có võng dằn ở gốc cây có bóng mát, nằm những gốc cây có bóng mát tụng cũng được, đọc cũng được. Và cũng ứng dụng cái thọ trì đó có khi còn hữu hiệu hơn là mình đến trước chánh điện nữa. Mà nhất là đến trước chánh điện lại có thêm cái mỏ, cái chuông nó làm cho nó tán loạn cái tâm hồn, làm cho cái ý nghĩa mà thay vì để mình tư duy theo dõi cái lời văn, cái nghĩa lý trong kinh, thì mình lại bị một bên chuông bên mỏ nó chi phối cái trí tuệ, nó phân tán cái trí tuệ của mình, làm cho mình tư duy không còn được mãnh liệt nữa. Cái đó lỗ dữ lắm. Nó có cái vẻ khoa học về mặt hình thức, nó có cái vẻ khoa học, có vẻ có tổ chức. Nghĩa là cái mở đó là để 100 người tụng cũng giống nhau, cũng đều là Phật Thích Ca Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Thời Phật Tại Xa Dễ Quốc Kỳ Thọ Cập Cô Độc Viên. Thế thì là 100 hay 1000 người tụng cũng đều rập ràng theo cái thiết mỏ. Đó là nó có cái tính khoa học, có cái tính tổ chức về mặt hình thức. Nhưng mà về mặt nội dung và
thâm sâu của cái chân thật nghĩa đó thì thiệt thòi lỗ lã coi như là 99%, không có được gì hết, mắc lo theo cái đó. Thành ra cái phẩm khuyên trì này là khuyên mình tiếp thu và mình hành trì, cứ đọc mà tiếp thu mà hành trì cái ý nghĩa của nó. Mà chân thật nghĩa thì là trong đó nó có cái nghĩa chân thật và có nghĩa không chân thật. Kinh nó có cái thứ nghĩa chân thật và thứ nghĩa không chân thật. Mà cái bài kệ khai kinh đó ta dạy là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Phật, của Như Lai. Nghĩa chân thật tức là cái kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa. Cái kinh đó gọi là cái kinh Khế Lý. Đời nào nói cũng phải nói cỡ chân lý cỡ đó thôi, chứ không cách nào hơn được. Ta gọi là kinh Khế Lý. Ví dụ như lửa là nóng, thì trăm năm về quá khứ người ta cũng nói lửa là nóng, rồi trong giai đoạn tới hiện tại đây người ta cũng nói lửa là nóng, và sau này bao nhiêu trăm ngàn năm đi nữa người ta cũng nói tánh lửa là nóng, không có nói kiểu nào khác được. Chân lý là cái nghĩa như vậy, đó là cái lẽ chân thật. Nên là phải tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai, đó là kinh Khế Lý. Còn cái nghĩa mà không chân thật đó, tức là cái loại kinh Khế Cơ. Khế Cơ cũng gọi là kinh Bất Liễu Nghĩa, đó là kinh phương tiện. Nó giống như những cái bài vở mà mình học cấp 1, cấp 2 vậy đó. Bài văn hay là cái bài toán hay là cái bài sử cũng vậy, người ta cho biết cái chừng hạn sử trong nước, bài văn thì tả cảnh cái kiểu của học trò cấp 1, cấp 2, người ta cũng chấm điểm 20 đàng hoàng, nhưng mà cái 20 đó cùng với 20 của cái người mà đại học khác nhau, chứ cũng điểm 20 thôi, cũng cho đàng hoàng vậy, nhưng mà không phải. Cái cấp 1, cấp 2 cũng điểm 20 mà không bằng cái người nhà văn giỏi. Nhà văn giỏi cũng điểm 20 trên 20, mà người ta giỏi hơn nhiều. Thành ra cái kinh phương tiện ta gọi là kinh Khế Cơ, đáp ứng cái căn cơ của bậc trung căn, thậm chí bậc hạ căn cũng vận dụng cái giáo lý mà dạy cho người ta tiếp thu theo cái trình độ hạ căn của người ta, người ta vẫn được lợi ích. Thế thì là cái kinh đó không gọi là kinh chân thật nghĩa, mà là kinh phương tiện, kinh bất liễu nghĩa. Còn chân thật nghĩa là kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, kinh Khế Lý. Giờ đây là cái phẩm khuyến trì. Lúc bấy giờ Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết cùng hai muôn Bồ Tát quyến thuộc ở trước Phật nói lên cái lời thệ rằng: cúi xin Thế Tôn chớ la sa Phật diệt độ, chúng tôi sẽ thân tuân giữ đọc tụng kinh điển này. Chúng sanh trong đời ác về sau căn lành lần lần ít, kiêu ngạo nhiều thêm, tham lợi háo danh trồng sâu, nghiệp bất thiện xa lìa giải thoát. Tuy khó giáo hóa như vậy, chúng tôi sẽ dùng sức thần lớn, dùng sức nhẫn lớn mà trì tụng biên chép giảng nói, hy sinh mọi cách, thậm chí không tiếc thân mạng để giáo hóa cho họ. Thế thì là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết phát nguyện truyền bá biên chép giảng nói kinh này ở trên cõi đời. Mà cái ở đây nói rằng là chúng sanh trong đại ác về sao căn lành lần lần ít, kiêu ngạo nhiều thêm,
tham lợi háo danh tòng sâu nghiệp chướng, nghiệp bất thiện xa lìa giải thoát. Cái điều này á, thật sự là không phải là vì chê chúng sanh ở đời sau. Đứng về nguyên tắc khế lý mà nói thì chúng sanh vô tận đời vị lai cũng vẫn có cái Phật chất giống nhau. Nhưng mà sở dĩ mà nói cái đời sau xa lìa, nó có tham nhiều cái danh lợi, kiêu căng tham lợi háo danh, tầng sâu nghiệp bất thiện xa lìa giải thoát, này là cái này nó có cái lý do rất là rõ ràng, chứ không phải là chê chúng sanh cách Phật ở lâu xa. Cái đó không phải, không có cách Phật lâu xa. Nói rằng cách Phật lâu xa mà nghiệp chướng nặng nề là háo danh háo lợi hay là tội lỗi nhiều là không đúng, mà là do môi trường và hoàn cảnh. Cho nên cái này đừng có nghe những cái câu này rồi chê chúng sanh hồi Phật tại thế là họ là người tốt hơn, còn chúng sanh bây giờ chúng ta không bằng chúng sanh hồi xưa. Không được nói vậy. Chúng ta đời nay cùng với những cái thời kỳ mà những chúng sanh đang gặp Phật không có gì khác nhau cả. Nghĩa là cái chất lượng về Phật ở trong người y nguyên không có mất, và tri kiến Phật cũng y nhiên không có mất gì hết. Chỉ có cái điều là nó háo danh háo lợi, là nó chạy theo vật chất đua đòi này, cái này là cái điều có thật. Hồi xưa, hồi mà cái lúc mà Phật, và càng lâu xưa nữa là đất rộng người thưa, cái đời sống của người ta giản dị, hồi đó đâu có tivi, cho nên nó nhẹ đi cái đau khổ về tivi, về đầu máy. Hồi đó đâu có bia ôm, chưa biết làm bia, giờ có bia ôm, có đèn mờ, có đường sân quán, rồi tủ lạnh, rồi quạt máy, rồi tất cả những cái văn minh hiện đại, nghĩa là cái thời kỳ đó đơn giản hơn bây giờ rất nhiều. Do vậy cho nên là cái điều kiện mà nó chi phối, nó làm cho con người mà tối tâm mà đời sau này nhiều hơn. Vì nhiều hơn cho nên là con người mới chạy theo danh lợi, mà có danh mới có lợi, có lợi mới có mua sắm những cái tiện nghi, cái vật chất, mặt hàng lụa tơ, nghĩa là mỗi tháng mỗi màu, mỗi sắc, mỗi màu đen. Giày hồi xưa là Đức Phật thì hồi đó đi bộ cũng dễ tu, bây giờ giày ít bữa là lấy nguyên miếng cây đéo đi, ít bữa là lùn xuống xẹp lép, ít bữa lên cao cả tấc, ít bữa lên gót bằng sơn con tại Úc, rồi còn dễ dời này kia nữa. Nỗi cái chạy theo giày dép đó đã là phiền não hết sức rồi. Do đó cho nên là phải kiếm danh để có quyền để có lợi để mà phục vụ cho cái văn minh, cái hiện đại, cái vật chất. Mà khi mà có danh, có quyền, có lợi, có vật chất cao hơn người thường rồi, thì xem thường những cái người nào mà nghèo hơn mình, khó hơn mình, đơn giản hơn mình, là nó thành cái kiêu căng, thành cái ngạo mạn, thành tật đố, thành khinh người. Do vậy mà cái phiền não nó tăng nhiều hơn là do môi trường và hoàn cảnh, chứ không phải là cái Phật chất, cái tri kiến Phật ở trong con người đời sau thua vào cái đời mà còn Phật. Nói cái đó là phải để ý cái chỗ đó, không có thua gì hết. Cho nên không được chê chúng sanh đời sau, để ý cái chỗ này, không được chê chúng sanh đời sau. Chúng sanh vô lượng đời đều Phật chất giống nhau, chẳng qua là môi trường và hoàn cảnh, điều kiện sống khác, cho nên cạnh tranh đua đòi, từ đó nó sanh ra quyền lợi, chức tước, danh vọng, địa vị, để cũng có cái vật chất chạy theo cái tiện nghi. Do vậy mà nó nhiều đau khổ, mà người tu là cần phải khắc phục nhiều hơn là cái thời kỳ mà đời sống đơn sơ đạm bạc. Cái lý nó rõ ràng như vậy, chứ không được chê chúng sanh đời sau. Bây giờ trong
đại chúng có 500 A-la-hán đã được thọ ký bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thệ nguyện truyền bá rộng kinh này ở những nước khác. À, cái này thì chỉ có ông Dược Dương và ông Đại Nhã Thuyết là nguyện truyền bá kinh Pháp Hoa ở cái cõi mà đầy kiêu căng ngạo mạn tham ô danh lợi này kia nọ, nghĩa là phiền não vô minh đầy ấp đó, thì chỉ có hai ông đọc hết cái phẩm trì này, chỉ có hai ông, một là ông Đại Dược Dương, hai là ông Đại Nhã Thuyết, mới nguyện nghĩa là truyền bá giảng nói biên chép triển khai kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà. Nhiều thứ trượt ác, căn lành lần lần ít, kiêu mạn nhiều, tham lợi háo danh, trồng sâu nghiệp bất thiện. Chỉ có Đại Nhã Thuyết và Dược Dương. Đại Nhã Thuyết là cái người mà cái bạn Nhã Thuyết là Thiết Vô Ngại Biện Tài, là một vị thành tựu tứ vô ngại biện tài, từ vô ngại, lời nói luôn luôn là đủ sức diễn đạt nghĩa vô ngại, chân lý của đạo Phật là đủ sức triển khai. Pháp vô ngại là tất cả các pháp, hỏi cái gì đều nói giải quyết xong hết, không có cái bị trở ngại. Nghĩa vô ngại là nghĩa lý trong kinh đều diễn đạt mà tân tường mà không có bị ngại. Thế thì là Đại Nhã Thuyết là một cái vị Bồ Tát mà đầy đủ tứ vô ngại biện tài, thì mới truyền bá, mới dám lãnh cái sứ mệnh, cái trách nhiệm truyền bá ở cõi Ta Bà. Còn Đại Dược Dương là ông Bồ Tát này là ông thầy thuốc, mà coi như là thầy thuốc mà giỏi nhất của các ông thầy thuốc. Dược Dương là ông thầy thuốc mà thuộc về vua trong các ông thầy thuốc. Thế thì là mới biết được cái bệnh của chúng sinh, mới vận dụng mà cái giáo lý mà chuyển hóa, mà trị lành những cái bệnh tâm của chúng sanh. Giống như ông thầy thuốc mà Phật giỏi có khả năng chữa tất cả bệnh, ở đây ông thầy thuốc này là thầy thuốc chữa về tâm bệnh, đủ sức trị tất cả những cái bệnh mà ở chúng sanh này là nhiều cái thứ bệnh ngặt nghèo lắm. Bệnh chấp ngã, bệnh chấp pháp, bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh về thất tình, lục dục, hỷ nộ, ai cụ, ái ố dục. Nó tùy theo căn tánh của mọi người mà nó biến dạng ra không biết bao nhiêu những thứ bệnh. Mà nếu như mà không đủ sức phương tiện vận dụng giáo lý mà hướng dẫn người ta tu hành thì truyền bá kinh này không được, mà phải là cái ông thầy thuốc thật giỏi như thầy thuốc trị bệnh của thế gian, thì ở đây mới vận dụng kinh này mà trị cái tâm bệnh cho chúng sanh mới được. Và còn không á, nếu mà không phải là đại thành tựu tứ vô ngại biện tài, không phải là Đại Nhã Thuyết á hả, là truyền bá kinh này á, một là nó trở thành ra một cái thứ hoang đường mê tín quyển hoặc rất dữ ở trong cái bộ kinh này, thì không, cũng không được lợi ích cho ai. Cái thứ hai nữa là dựa vào kinh này mà cái hàng ngoại đạo tà giáo họ nghiên cứu mà họ công kích mà mình giải quyết không nổi thì cũng không truyền bá được. Do vậy cho nên là phải là Đại Nhã Thuyết mới dám lãnh trách nhiệm này, Đại Dược Dương mới dám lãnh trách nhiệm này. Còn như hàng A-la-hán nè, xin truyền bá nhưng mà truyền bá ở nơi cõi khác, tức là hàng Thanh Văn, không dám xin truyền bá ở Thọ Trì Độc Tụng, truyền bá ở cõi Ta Bà, vì quá nhiều đối tượng đối lập khó khăn. Lại có 8.000 vị hữu học vô học cũng đã được thọ ký rồi, lập lời thệ trước Phật: chúng con cũng ở nơi nước khác mà giảng nói rộng về kinh này. Tại vì cõi nước Ta Bà phần lớn con người hay che giấu cái điều ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, hận thù nịnh hót, vì tâm không thành thật.
Cho nên hàng Thanh Văn mà đụng tới cái này là thuộc về tầng sa hoặc, các ông cũng đòi đi chỗ khác. Các ông thấy rằng là cái nghiệp trước của chúng sanh nó quá nặng nề, che giấu tội lỗi rồi, ôm ấp cái lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, hận thù nịnh hót, tâm không thành thật. Thế thì cái hàng Thanh Văn là thấy những cái bệnh của chúng sanh như vậy đó. Cho nên không phải là đại dược dương là trị cái bệnh này không có nổi. Vì không trị bệnh này không nổi thì chỉ còn có cách là đi xin đi ở trị bệnh cho chúng sanh ở cái nước mà dễ trị hơn, cái bệnh họ nhẹ hơn, ít có đối lập hơn. Cho nên cái này là đọc cái này là thấy cái rất là lý thú. Ba hạng người rồi đấy, mà chỉ có đại dược dương và đại nhã thuyết là hứa là truyền bá thọ trì độc tụng, truyền bá giảng nói ở cõi Ta Bà, còn bao nhiêu là nguyện đi chỗ khác hết. Lúc bây giờ bà dì của Phật là Tỳ Kheo Ni Ma Bà Sa Ma Đề cùng với 36,000 Tỳ Kheo Ni của hai hạng hữu học và vô học đồng đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan Phật, mắt không tạm rời. Thế Tôn mới hỏi Kiều Đàm Nhi, vì có nào mà bà ngó Thế Tôn Như Lai với cái vẻ lo âu như vậy? Phải chăng vì tôi không kêu tên thọ ký cho các bà các cô? Này Kiều Đàm Nhi, ta trước đây thọ ký tổng quát cho tất cả Thanh Văn, nay các bà các cô đã muốn thì ta nói trước cho mà biết. Đời sau các bà các cô sẽ làm đại pháp sư của 60,000 Phật Pháp, của 68,000 Phật Pháp, và 68,000 Phật Pháp, còn 6,000 Tỳ Kheo Ni trong hàng hữu học và vô học cũng sẽ làm pháp sư. Lần hồi các vị sẽ đầy đủ đạo Bồ Tát và sẽ được thành Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai. Này Kiều Đàm Nhi, Phật Hỷ Kiến và 6,000 Bồ Tát sẽ tuần tự thọ ký được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đọc cái chỗ này đại chúng để ý, Phật thọ ký là thọ ký. Thọ ký là nói lên cái chân lý rằng mọi người là Phật rồi, cho nên rồi thì trước sau gì mọi người cũng được thành Phật. Chứ còn ở đây nè, các vị này nè, bạch di của Phật cùng 6,000 Tỳ Kheo Ni nè, có phải là thọ ký rồi thành Phật liền đâu. Sau này lần lượt rồi học hành tu, thời tiết nhân duyên nó đủ điều kiện, đoạn trừ phiền não vô minh hết rồi là các vị thành Phật. Cho nên là Phật ký là cái chân lý, vì mọi người là cái chất của mọi người là Phật chất, cho nên trước sau gì tu hành đầy đủ đạo Bồ Tát rồi là ai cũng được thành Phật. Đó là nguyên tắc chung là như vậy, chứ không phải là hãy thọ ký là mình được thành liền, nên đầy đủ đạo Bồ Tát sau này thành Phật. Cho nên bây giờ là có gì đâu lạ, trong đại chúng vậy các vị đều sẽ thành Phật hết thôi. Chỉ có cái điều là phải lần lượt đầy đủ đạo Bồ Tát qua giải hết kiến tư hoặc. Đó là ta gọi là cái hoặc giới nội nha, tức là cái hoặc đó ai còn, cái hoặc đó là còn ở trong tam giới. Cái đó là trần sa hoặc, là cái hoặc của hàng Thanh Văn đây nè. Thấy người ta tham danh tham lợi kiêu mạn nè, tạo nhiều nghiệp bất thiện nè, nhiều cái thứ vô minh phiền não, đâm ra sợ mới xin truyền bá kinh này ở nơi nước khác. Mà xin truyền bá ở nơi nước khác không dám truyền bá, dạy thì và dỗ giáo hóa chúng sanh của Ta Bà là bị kiến từ bị tầng sa hoặc đó, bị tầng sa hoặc mà nguyện
truyền bá kinh ở nước khác, tức là ở cái nước mà chúng sanh hiền lành hơn, phước dày hơn, nghiệp chướng nhẹ hơn. Đây là nói lên cái tính chất trần sa quạt của hàng thanh văn. Chỉ có đại dược dương và đại nhã thiết là không sợ trần sa quạt, cho nên mới nguyện giáo hóa chúng sanh truyền bá ở cái cõi ta bà này. Để cái này mới thấy cái tế nhị của kinh điển. Còn không thấy được cái này á, là không có thấy được cái tế nhị của cái vấn đề này, thì coi như nó mất đi cái lợi lạc của cái việc tu học. Thế thì là đọc cái đoạn này á, rồi ôn lại tiếp tục về cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Ờ, trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa với cái phẩm mà Hiện Bảo Tháp ha, có cái ông Xá Lợi Phất mà đối khẩu với vấn đề Long Nữ thành Phật đó mà. Vấn đề Long Nữ mà thành Phật, được thành Phật đó, thì ta mới thấy rằng là cái việc mà các vị Di Mẫu và 6000 tỳ khưu ni vẫn được thuật ký một lần nữa, xác định lại lần nữa nè, cùng Long Nữ thành Phật lần trước là xác định lại lần nữa là cái vấn đề bình đẳng giữa nam và nữ. Đây là cái điều mà mấy ngàn năm trước rất là khó làm, mà kinh điển Phật đã đề xuất việc đó, và Đức Phật Thích Ca đã khẳng định rằng nam nữ đều có khả năng thành Phật. Cái này là cái mà thời kỳ xưa kia, thời kỳ Đức Phật là rất khó làm. Cho nên tôi nhắc lại với đại chúng, các cái vị mà bình nữ tu mà chịu cái điều tôi gọi là bát kính giới, là phải các vị tỳ kheo ni là phải tiếp thu cái lời giáo hóa hướng dẫn, nhất ở trong đạo Phật đều là phải thọ thỉnh giáo bình tăng, trong đó kiết hạ an cư, tụng giới Bồ Tát là thọ giới, truyền giới đều là phải thỉnh tăng chứng minh rồi truyền cho. Nếu mà tăng không trực tiếp mà truyền cho thì cũng phải thỉnh giáo, coi như là được quý quyền bên ni để truyền cho. Rồi trong đó có những cái điều là giả như tỳ kheo bên ni mà cái tuổi hạ lớn gặp tỳ kheo tăng mới có một hạ cũng phải kính lễ cái điều đó, chấp nhận điều đó, tôi gọi là trong những điều đó là gọi là bát kinh pháp thì mới được xuất gia đấy. Thì cái này là trong cái thời gian đó là bà Ma Bà Xà Bà Đề này nè, bà chấp nhận cách dễ dàng, vì một người thông minh ta hiểu ý Phật mà. Nếu như mà không đưa ra bát kinh pháp đó, mà nếu mà vô điều kiện đưa nam nữ bình đẳng vô điều kiện, là cái thời kỳ đó Bà La Môn và Sa Môn Bà La Môn thời kỳ đó, kể cả nhân dân nữa, người ta phản đối, nó phản đối Phật. Bởi vì cái chế độ mà kỳ thị nam nữ giai cấp hồi xưa nặng nề lắm, cho nên là Phật đưa ra một cái phương pháp, nghĩa là bắt buộc phải có điều kiện để mà cho tu. Chứ kỳ thật Phật biết là đúng là không cần có cái đó cũng được, không cần có cũng được, nhưng mà nếu vô điều kiện là các tôn giáo khác, Sa Môn Bà La Môn, trong đó kỹ nhất là Bà La Môn, và các Sa Môn thời đó cũng vậy thôi, người ta buộc lòng ta phải kỳ thị, ta trọng nam ta kinh nữ mà, chế độ đó là cái thời kỳ cái phu hệ thì trọng nam kinh nữ từ lâu đời rồi. Cho nên là Phật đưa ra cái bát kinh pháp, nó là một cái bùa phép để mà làm cái điều kiện để mà thâu người nữ. Chứ kỳ thật đối với đạo Phật không cần nói cái đó,
không cần phải bắt buộc phải có bát kinh pháp. Do chỗ đó cho nên ngày nay không khéo à, thì bên nữ, những cái người mà bên nữ thì ta trách, có người họ trách Phật, sao lại Phật là bắt buộc như vậy, làm cho bên nữ họ mất cái vui. Thế thì người đó cũng không biết Phật. Rồi còn có người thì ngược lại, thì chẳng hạn như bên tăng, bản thân mình thì về thân, về khẩu, về ý, mình không có cái gì để đáng gương mẫu, mà bắt buộc ở bên cái người ta, bên y mình ta tu đàng hoàng, rồi cũng dựa vào bát kinh pháp mà đòi hỏi điều kiện. Thế thì cái đó là cái mà do mình không hiểu được cái ý của Phật, rồi nó sinh ra những cái thứ phiền phức vô ích. Thật sự ra cái người tỳ kheo ni mà kính bình tăng, không có lỗ lã gì hết, thì trách Phật cũng là người không biết tu. Còn cái người mà nếu bình tăng mà tự hào rằng có bát kinh pháp, cho nên nhất thiết bên người nữ nào cũng đều phải lễ bái cúng dường mình, cái đó cũng là người không biết tu mà ra. Chứ thật sự ra đâu có cần người ta lễ bái cung kính mình chứ. Nếu thật sự mình đàng hoàng thì người ta cung kính lễ bái, còn nếu như mình không đàng hoàng thì người ta có cung kính lễ bái mình đi nữa, mình cũng chẳng được cái gì. Cho nên cái chỗ này, cái chỗ mà người nay không hiểu đạo Phật, nó lấn cấn cái chỗ này. Mình đi thì tự thấy mình là Phật sao bất công, bắt buộc tôi phải kính quý những ông sư. Thiệt ra là cái kính quý đâu có sao. Vấn đề là mình tu hành mình có an lạc, có giải thoát hay không. Chứ thật sự mà kính quý một người khác không có sao hết, từ có lời thôi chứ không có lộ. Kính quý lễ bái một người khác mà thật tình và nghiêm trọng là nó làm cho cái bản ngã của mình nó diệt đi được cái bản ngã. Mà cái bản ngã là cái khó nhất ở trong hai cái chấp, là chấp ngã và chấp pháp. Cho nên diệt được cái chấp ngã là cái rất là ưu việt. Cái người mà nhẹ được cái bản ngã đó thì cái tánh sân của mình nó cũng nhẹ. Cái người mà sân nặng là tại vì cái người đó cái bản ngã cao, động tới cái bản ngã, sai cái ý của mình. Sai cái ý của mình là mình không chịu, tức là trái với cái bản ngã mình là mình không chịu, thành nó sân dữ lắm. Nhưng cái chỗ này mà nghiên cứu mà đi sâu vào cái ý tứ ở bên trong thấy rất là lai. Bây giờ mẹ của La Hầu La là tỳ kheo ni Gia Du Đà La thầm nghĩ rằng: Thế Tôn thọ ký cho mọi người, sao riêng mình chẳng nói tới tên? Phật kêu Gia Du Đà La nói: Đời sau trong 5000 vạn nước, Phật kêu Gia Du Đà La nói: Đời sau trong 5000 vạn ức pháp môn của Phật, ngươi sẽ tu hành Bồ Tát. Tu hành Bồ Tát làm chữ ức á, chữ ức mà chữ nước là sai, in sai nhiều quá, sửa bản không kỹ. Ngươi sẽ tu hành Bồ Tát làm đại pháp sư lần hồi đầy đủ Phật đạo. Nó cũng có cái chữ lần hồi đó, có nghĩa là mình cứ mình tu từ 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 mình tu à. Lần hồi đầy đủ Phật đạo rồi ở nơi nước thiện sẽ thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Cho nên học kỹ cái này rồi đó, chúng ta đừng có vội mong cầu cái gì hết. Cứ tu hành lần hồi rồi nó đầy đủ cái hạnh Bồ Tát, chứ không có đốt giai đoạn được.
dứt khoát không có đốt giai đoạn rồi. Cho nên các vị mà có tu cái pháp môn tịnh độ cũng vậy, người ta dùng cái từ là pháp môn niệm Phật là dùng cái từ mà đới nghiệp giảng sanh đó. Có nghĩa là còn nghiệp chướng mà vẫn được vãng sanh, với cái điều kiện là niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì người đó được đới nghiệp vãng sanh. Cái ý tứ ở trong đó nó tế nhị lắm mà mình không có biết. Tôi nói thí dụ như bây giờ đây nè, mình là cái người tu tịnh độ niệm Phật nhiều phải không, lấy cái niệm Phật làm cái pháp môn chủ yếu mình tu trong hàng ngày. Thế thì là niệm Phật thông thường là ta cầm sâu chuỗi đó. Chứ thật sự là xin nhắc cái đại chúng đó, niệm Phật mà cầm chuỗi mà niệm đó, cái đó là cái cách tu hành cái bậc thấp nhất. Thấp nhất. Cho nên bây giờ thành thật mà nói, có người ta cúng dường cho tôi chuỗi một sâu cả triệu bạc mà tôi không mang. Rồi còn có người á, bây giờ tôi tổn đồ bạc triệu là có đó, cả triệu bạc là sâu chuỗi cũng chiến đấu á. Ai dèo đâu bây giờ có sâu chuỗi tới 15 triệu. Chuỗi gì mà đốt không cháy, nấu không mềm, đập không bể, chuỗi sừng tê giác hay cái gì đó. 15 triệu một sâu. Đó là cái chuyện mà có tôi nghe thôi. Cái mà tôi muốn nói là 50 một sâu cùng với 15 triệu một sâu, đối với tôi bây giờ thì không có cái nào có giá trị hơn kém gì hết. Thiệt ra cái tu hành điều thứ nhất là không phải là chuỗi, càng không phải là do đắt tiền. Cho nên là các vị nếu mà có mua chuỗi thì cũng đừng cần mua thứ đắt tiền chi. Cái mà tôi muốn nói đây á là niệm Phật mà người ta gọi là đới nghiệp, rồi trong đó niệm là lần chuỗi là một cái bằng sổ châu, tức là lần theo cái hộp chuỗi gì mà niệm. Nam mô A Di Đà Phật lần một hộp, Nam mô A Di Đà Phật lần một hộp. Nó không bằng cái mà các vị niệm Phật cái bằng sổ tức niệm Phật đâu. Sổ tức niệm Phật là các vị không tốn sổ chuỗi nào hết, nhưng mà thở theo hơi thở mà niệm Phật. Mà theo hơi thở đó là người ta tu thiền, người ta cũng có cái pháp môn ta gọi là sổ tức quán. Cái kinh cái bằng an ban thủ ý là ta giải thiền bằng theo dõi hơi thở. Thế thì nếu mà ai mà niệm Phật mà theo dõi hơi thở thì vừa là thiền mà vừa là tịnh. Cho nên cái niệm Phật mà theo hơi thở thì tốt hơn nhiều, mà không cần mua chuỗi. Còn niệm thầm, niệm theo hơi thở, niệm chuỗi theo pháp môn tịnh độ đều được hết, tùy theo người. Nhưng mà còn cái từ đối nghiệp giảng sanh là sao? Là vì người ta nghĩ đến như thế này, là các vị tiền bối của ta đã đưa ra phân tách đó. Là thí dụ như hàng ngày mình vẫn còn cái chủng tử tham lam, giận dữ, si mê, và vẫn còn mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Nghĩa là cái câu chuyện của gia đình của mình sống mình vẫn còn, vẫn còn gần như là chưa có quá giải, chưa có tiêu diệt nó được bao nhiêu, chưa có loại bỏ nó được bao nhiêu, vẫn còn trong người mình hết à. Nhưng mà nhờ có niệm Phật, cho nên những cái thời gian mà các vị niệm Phật thì đó là thời gian của các vị được an lành. Cái tâm của các vị được an lành. Mà được an lành tức là sung sướng, mà sung sướng tức là vãng sanh sang qua cái thế giới cực lạc. Còn bằng không có niệm Phật theo hơi thở, không có niệm Phật theo lòng chuỗi, thì ta coi như nó trở lại cái mặt này nè, là cái mặt ta bà đó nè. Nó khổ sở nè, thương ghét vui mừng buồn giận nè. Mà nếu như buông ra cái giờ phút đó mà buông ra đi niệm Phật nè, thế thì nó lật lại nè, chứ bản thân nó lật trở qua cái mặt. An lành trong tâm các vị, an lành thanh tịnh.
tôi gọi là đới nghiệp vãng sanh cực lạc. Chứ còn mà cả đời không có làm gì hết trơn á, mà tới chừng cái giờ phút lâm chung rồi mà nhờ thầy, nhờ tăng ni mà tụng để cầu nguyện vãng sanh cực lạc đó, mà gọi là đới nghiệp vãng sanh đó, vãng cái đó trật kinh rồi, hoàn toàn không trúng với Phật. Không bao giờ có cái kiểu vãng sanh mà sanh qua cái nước bên kia mà còn đòi biểu tình, còn đòi gạo, đòi cơm, đòi chính trị, phải bỏ thăm cho tôi, cái phe tôi này kia, không có. Không có cái vụ đớn nghiệp đó mà sanh ra về cái cảnh giới Phật được. Hãy còn cái chất đó là không bao giờ có ở gặp Phật nào được cả, cũng không ở trên cái đất Phật nào được cả. Thế còn cái tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sang, còn cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thì không bao giờ có cái đất Phật để cho các vị ở. Tất nhiên là không gặp ông Phật nào hết. Bởi vì sao vậy? Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ kỳ tâm. Cái tâm thanh tịnh mới có cõi Phật thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh không bao giờ có cõi nào đem đi đâu mà có cõi thanh tịnh. Cái này là phải học kỹ về vấn đề đó. Cho nên các vị mà ưu phiền á, ưu phiền trong lòng nó sôi sục, nó thù hận quán ghét vui buồn á, ngồi trên xe hơi máy lạnh mà chở đi bất cứ chỗ nào vui nhất, các vị không bao giờ thấy được cái vui đó, không bao giờ thưởng thức được đâu. An lành trong tâm các vị, an lành thanh tịnh, tôi gọi là đới nghiệp vãng sanh cực lạc. Chứ còn mà cả đời không có làm gì hết trơn á, mà tới chừng cái giờ phút lâm chung rồi mà nhờ thầy, nhờ tăng ni mà tụng để cầu nguyện vãng sanh cực lạc đó, mà gọi là đới nghiệp vãng sanh đó, vãng cái đó trật kinh rồi, hoàn toàn không trúng với Phật. Không bao giờ có cái kiểu vãng sanh mà sanh qua cái nước bên kia mà còn đòi biểu tình, còn đòi gạo, đòi cơm, đòi chính trị, phải bỏ thăm cho tôi, cái phe tôi này kia, không có. Không có cái vụ đớn nghiệp đó mà sanh ra về cái cảnh giới Phật được. Hãy còn cái chất đó là không bao giờ có ở gặp Phật nào được cả, cũng không ở trên cái đất Phật nào được cả. Thế còn cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang, còn cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thì không bao giờ có cái đất Phật để cho các vị ở. Tất nhiên là không gặp ông Phật nào hết. Bởi vì sao vậy? Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ kỳ tâm. Cái tâm thanh tịnh mới có cõi Phật thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh không bao giờ có cõi nào đem đi đâu mà có cõi thanh tịnh. Cái này là phải học kỹ về vấn đề đó. Cho nên các vị mà ưu phiền á, ưu phiền trong lòng nó sôi sục, nó thù hận quán ghét vui buồn á, ngồi trên xe hơi máy lạnh mà chở đi bất cứ chỗ nào vui nhất, các vị không bao giờ thấy được cái vui đó, không bao giờ thưởng thức được đâu. Cho nên để cái đó đó ở đây nè, tu phải từ từ lần hồi nó đầy đủ cái hạnh Bồ Tát. Mà hạnh Bồ Tát đây tức là cái hạnh lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Không còn cái hạnh mà tham sân si mạn nghi, mà ích kỷ hại nhân, chấp ngã chấp pháp nữa. Mà đầy đủ hạnh như vậy rồi thì ai cũng có quyền thành Phật hết. Cho nên cái điều thọ ký của Đức Phật là thọ ký vì chân lý mà tiến, mà khai thị cho mọi người nhận thức để mà học, mà hành, mà trì thọ trì kinh. Chứ đừng bao giờ có cái niệm gọi là cái từ đối nghiệp vãng sanh là chết rồi, nghĩa là nghiệp tội lỗi cả một cái đời mình vẫn còn nguyên, mà nhờ cái các thầy tụng niệm này nè, mà rồi cái dòng hồn này được là mang cái nghiệp nặng nề vậy đó mà sanh về cảnh giới cực lạc. Không có đâu. Không có cảnh cực lạc nào mà có đối với cái người mà đầy dẫy nghiệp chướng phiền não vô minh. Tôi nói cái này là tôi xin nhắc là tôi gần chết rồi, tôi mới dám nói.
mà tôi không nói là kể như tôi sinh ra cuộc đời này làm thầy chùa không đáng sống, không không cần thiết. Mà nếu nếu mà cần thiết một ông thầy chùa mà tôi đã học Phật thì tôi phải nói điều thật sự đó. Phải tu hành lần lần đủ hơn Bồ Tát thành Phật. Các vị học cái phẩm mà hiện Bồ Tát phẩm rồi, muốn mà muốn rước phân thân Phật mà về cái cõi Ta Bà này, muốn rước cái quá thân của Phật Thích Ca mà thật đông hằng hà sa số bất khả thiết á, về á là phải dời trời người đi hết. Dời trời người đi thì Phật mới có chỗ ở, Phật mới đến được. Không dời trời người đi là Phật không có đến được. Phật đến khi nào mà Phật đến là trời người phải đi hết, phải đi chỗ khác hết, Phật mới đến được. Cái ý niệm tham sân si hỷ nộ ai cụ ái ố dục phải dời đi hết thì cái ý niệm giác ngộ tỉnh thức mới đến được trong lòng ta. Cho nên học kỹ là cho tới bây giờ thì tôi không bao giờ còn một cái ý niệm mà nghĩa là cái câu và những cái câu mà đã đám ma chết rồi ta đi là liên qua thác chất, tức là chết rồi đó cái hồn mới gá vào trong cái hoa sen ở cảnh giới cực lạc đó. Trời, nói cái đó thiệt là ấu trĩ hết sức. Bây giờ đây là bản thân tất cả chúng ta đều là liên qua hết rồi, còn thác chất nào nữa? Để liên qua thác chất tức là nghĩa là gá vào cái hồn mình, gá vào trong cái hoa sen ở trên cảnh giới cực lạc. Mà trong cái pháp môn Tịnh Độ họ nói kiểu giải thích cái kiểu đó nghe cũng có lý, nghĩa là sanh về đó rồi ở trong cái hoa sen á. Người ta nói cái triết lý nó sâu lắm, mà cái người mà không biết triết lý sâu thì lại tin một cách nguyễn quạt. Ta bảo rằng là khi mà sanh về giảng sanh cực lạc là ở trong hoa sen đó, mà không hề được thấy Phật. Ở trong đó ta gọi là đới nghiệp giảng sanh, tu hành cho trong đời ngàn kiếp nhưng mà tu một cách khỏe khoắn. À nó bị bệnh cái vụ đó đó. Tu hành khỏe khoắn cứ việc ăn ở không chơi vậy à, là đói là có cơm ăn rồi ăn no rồi ngủ chơi vậy à, khỏi cần cực nhọc gì hết á. Rồi tới ngày tới tháng cái là sen nở rồi mình mới thấy Phật. Còn bằng không là cứ ở trong sen. Kinh điển Tịnh Độ tôi nhất cái kiểu vậy đó. Nhưng mà thật sự mà nếu mà triển khai mà cho đúng là thiệt sự là chúng ta bây giờ đây nè, chúng ta đang là sen nè, chúng ta ở trong sen. Nhưng mà sen của ta là sen búp, ta không có thấy Phật được. Kinh Pháp Hoa nói là tất cả mọi người là sen mà. Ngay bây giờ là ở trong sen rồi, là sen chứ không phải là cái khác. Là người ta triển khai một cách cạn cợt ấu trĩ, người ta nói mà cái hồn mình sanh về ở bên cái nước cực lạc có cái ao gọi là Liên Trì Hải Hội, hiểu cái đó là chết à, không bao giờ có. Hải Hội Liên Trì là đây nè, đó, tất cả ở đây này bây giờ là Liên Trì Hải Hội nè, hội này là sen không nè, ở đây là ao sen ở đây nè, ao này là toàn là sen mọc không đó. Nhưng mà nó lớn bao nhiêu, 5%, 10%, 30%, 50%, chứ là sen không đó. Mà ở đây cũng là Ta Kiệt La Long Cung nè, đó, văn thù á, đào tạo dạy dỗ cái này nè, để mà kiếm từng người mà giọt lên hư không á. Ở đây cũng là Ái Hà Thiên Xích Lãm Khổ Hải Vạn Trùng Ba nè, mà ở đây cũng là Liên Trì Hải Hội nè. Trời, nói cái này khó nói lắm, cho nên tôi nghĩ giờ chỉ còn có cái chết là nó ngon thôi hả. Chứ bây giờ nói cái này á, đem về thôi quê nói ai mà nghe, không nghe. Nói ở đây mà nghe là cái người có học nhiều ấy mà nghe cũng còn nhận tới nhận lui, còn ỏi còn mửa, lá nuốt không vô.
về quê người ta ít học, người ta làm ruộng không à. Nói cái vụ này thì ai nghe. Cho nên tôi nghĩ có khi là tôi cười mình à, làm cái nghề kỳ cục. Cho nên đừng bao giờ đòi giảng sanh cực lạc, mà chính chúng ta hàng ngày chúng ta phải thấy chúng ta giảng sanh lúc nào và chúng ta chưa giảng sanh đới nghiệp lúc nào. Đới nghiệp là nghĩa là mình mần giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu ghê phiền não cho mình bình thường đó, đó là cái nghiệp của chúng ta còn mang đó. Nhưng mà tu Pháp Môn Tịnh Độ là ta có quyền đới nghiệp giảng sanh, có nghĩa là bây giờ ta mặc cái áo vô à, thí dụ vậy các bà mà gọi là áo giới rồi ha, lấy mặt vô, mặc vô cái là à, tụi bay nghe mọi việc gì để đó nghe, tao đi niệm Phật nghe, rồi niệm Phật sau giờ nghĩa là một giờ đồng hồ này tao sẽ tính, thấy không, tính với tụi bay tao sẽ tính sau này nha, giờ này là tới giờ tao đi cúng ha. Thế là mặc áo giới vô lấy chuỗi lần nha, mà lần là đó là ban đầu này nó còn đới nghiệp, nó nhớ cái kia lần hồi cái nó trí tâm nó thanh tịnh lần đó, thì cái lúc nó an lành như vậy đó là bản sanh đấy. Hôm qua một trạng thái an lành thanh tịnh rồi cái đúng giờ nghe đồng hồ ra là lau áo ra đó, bây giờ cái nghiệp đó nghiệp đới á, đới đó chỉ đới là mang, nó mang vô trở lại. Mà nếu người nào mà niệm một ngày được 6 tiếng đồng hồ trên 12, thế thì là mình giảng sanh được 50%. Đó, tôi gọi là đới nghiệp giảng sanh là vậy đó. Chứ đừng có ý nghĩ là chờ chết rồi tụng kinh mà cái hồn giảng sanh bên kia. Cái từ liên qua thác chất mà đi mấy cái tấm hoành, mấy cái tấm biển đó là tôi nhìn thấy nó mắc cỡ hết sức đi. Nhìn thấy mắc cỡ, tự biệt bẩm. Còn chết rồi mới để chữ cao đăng Phật quốc. Bộ anh chết rồi anh mới là lên cái Phật quốc cao hả? Còn sống anh không có lên được hả? Phật quốc ở đâu mà anh lên cao? Cho nên những cái từ đều là rỗng tốt. Những cái thứ văn chương kiểu đó bây giờ dưới mắt tôi là dòm là thấy là khịt mũi. Khịt mũi là gì? Nó hôi quá. Văn chương đó nó hôi lắm. Phật quốc ở đâu mà anh cao đăng? Vậy chứ Đức Phật Thích Ca hồi đó là tu hành là bao nhiêu năm trời đó là không đăng Phật quốc hay sao? Vẫn đi khất thực hàng ngày cho tới 80 tuổi chết, lúc đó Đức Thích Ca không phải là cao đăng Phật quốc hay sao? Đâu có cao đâu, vẫn là ở Phật quốc đó mà không có cao đăng. Mà anh dùng từ cao đăng có nghĩa là hồi đó giờ anh ở như này thấp chứ gì, anh chết là cái hồn anh phải lên đi cao, mà cõi Phật anh đi cao chứ gì. Phật sao biết ở Phật ở tòa cao? Anh nên nhớ rằng là cái quả địa cầu này nó ở lưng lửng ở giữa không trung vô tận nha. Thế thì là theo ý anh thì anh ở cõi nào mà anh gọi là cõi Phật cao? Chứ kỳ thật là cái quả địa cầu nó ở đây còn trên dưới này hằng hà sa số hành tinh thiên thể. Thế thì cái chữ cao này là cao sao? Trời, cho nên tôi nói học kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa Vô Thượng Thâm Thâm này là nghe cái kinh Bất Liễu Nghĩa không có chịu được, nghe nó tầm thường lắm, nghe nó vũ khí lắm, nghe nó phản khoa học. Bây giờ ai cũng biết khoa học, giờ nó biết rõ quá rồi, quả đất của ta đâu có phải là ở trên hay ở dưới hay ở giữa gì hay ở thấp gì mà anh gọi là cao đăng. Còn Đức Phật Thích Ca thành Phật vẫn là cõi Phật ở đây mà. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Cho nên cái này là kinh sâu lắm. Cho nên nói như vậy nghĩa là vấn đề là phải coi cái hành động của mình, coi cái đạo Bồ Tát của mình nó có phát triển chưa. Lần lần thực hành đủ cái đạo Bồ Tát rồi sau đó thành Phật. Mà đạo Bồ Tát là đạo gì? Là cái đạo đó chúng thiện phụng hành. Cái đạo đó là cái đạo chư ác mạt tác, cái đạo tự lợi lợi tha chứ không có ích kỷ hại nhân.
đầy đủ cái đạo Bồ Tát là sẽ thành Phật. Cho nên cái lời thọ ký của Phật Thích Ca không hề là dối gạt ai. Chân lý nó như thế, là Đức Phật nói nó như thế. Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La và tất cả tỳ kheo ni đều vui mừng hớn hở cho là được của quý giá chưa từng có. Sau khi đọc một bài kệ, các tỳ kheo ni bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con có thể rộng nói kinh này ở các nước phương khác không? Phật bèn nói: Tám chục ngàn muôn vạn ức na do tha Bồ Tát, các Bồ Tát này toàn là bậc bất thối chuyển và đã được các tổng trì bèn từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật chắp tay. Nghĩ nói trong lòng rằng: Nếu Thế Tôn dạy chúng con sẽ như lời Phật mà rộng nói kinh này, rồi lại nghĩ rằng Phật dạy làm Phật nay làm thinh không dạy, bây giờ chúng ta sẽ nói gì đây? Khi ấy vừa để thuận theo ý Phật, vừa để thỏa mãn sở nguyện của mình, các Bồ Tát bèn thề lớn trước Phật: Thế Tôn, sau Như Lai diệt độ, chúng con sẽ đi khắp mười phương thế giới, khiến chúng sanh biên chép kinh này, lãnh giữ, đọc tụng, giải nói ý nghĩa theo phép tu hành, sửa cái điều nghi ngờ cho chân chánh. Được như thế là toàn nhờ cái quy lực của Phật. Cuối sinh Thế Tôn ở phương khác xa thấy mà hộ trì cho. Thế là các Bồ Tát thì là đều phát nguyện hộ trì đó. Nhưng mà trong tất cả các đoàn thể đó, đại chúng đấy chỉ có đoàn thể là Dược Vương và Đại Nhã Thuyết là phát nguyện trì kinh ở cõi Ta Bà, là vì đủ cái điều kiện chuyển hóa tâm bệnh của chúng sanh theo từng căn cơ, gọi là Dược Vương Bồ Tát, đủ sức vận dụng kinh điển, phương tiện, ngữ ngôn, phương pháp tu hành để đáp ứng mọi căn cơ, hướng dẫn cho mọi căn cơ, mọi trình độ, gọi là Dược Vương. Cái người đó là cái người có thể truyền bá pháp qua ở cõi Ta Bà. Hai là Đại Nhã Thuyết. Đại Nhã Thuyết tức là nhạo thuyết vô ngại biện tài, tức là càng nói càng rành rẽ, càng trôi chảy. Tổng kết về cái phần tâm nghĩa là đệ tử Phật, cái vấn đề văn tư tu phải là một tiến trình liên tục không thể thiếu. Cái vạt ba chân thiếu một không đứng vững, văn tư tu thiếu một sẽ không có quả giải thoát giác ngộ. Qua văn tức là văn tệ, tư tức là tư tuệ, tu tức là tu tuệ, tức gọi là tam tuệ học. Văn như tư, tư như tu. Cái người học Phật phải nghe cho rõ, nhận thức cho kỹ, rồi suy nghĩ. Nghe cho rõ rồi suy nghĩ, mới nhận thức cho kỹ rồi mới tu, gọi là văn tư tu. Như cái vấn đề mà cái pháp môn tịnh độ mà tôi nói nãy là các vị để ý đó. Chứ bằng không là các vị nghe những cái cạn cọt mà tin tưởng là các vị không có thành tựu được. Tin tưởng là hàng ngày mình cứ mình làm bình thường, không để tâm gì tới vấn đề mà điều chỉnh, mà khắc phục thân khẩu ý, mà để chờ cái ngày chết mà vãng sanh ở bên cái nước Cực Lạc là không có được.
Như vậy là không có văn mà không có tư, không có tu làm được. Nghe cái kiểu của thế gian, cái truyền thuyết rồi gửi gắm hết cho các thầy, cho các sư bà làm được. Không có gửi gắm, không có tâm sự nhờ thầy. Cái từ đó mà dùng cái từ đó là lỗ lá. Không có thể tâm sự nhờ thầy. Thầy làm hết cho, nghĩa là đưa vong hồn thân nhân con nghĩa là về cực lạc rồi. Vậy là xong à, tâm sự nhờ thầy à, mấy lượng vàng à con cúng cái vậy. Trời ơi, không có được. Còn các thầy cũng vậy, các thầy thì cũng không nên mình lãnh khoáng như vậy. Tâm sự nhờ thầy, cái thầy lãnh khoáng cái vậy, mấy lạng vậy hả? Không làm được việc đó. Cho nên tôi á, tôi chủ trương rằng là các Phật tử hiện tiền trong lúc tuổi còn trẻ, chứ không phải đợi tới tuổi già đâu. Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Đừng có đợi tưởng là tuổi già mới nên đi tu, còn tuổi trẻ mình chưa cần tu. Nói vậy là sai. Mồ quang nghĩa địa, biết bao nhiêu những cái mồ những người tuổi trẻ đầu xanh đấy. Cho nên là đừng có chôn vùi cái cuộc đời mình ở trong tương lai mà mình sẽ bị lỗ lá đấy. Có người nghĩ tương lai ghê gớm lắm mà tương lai nó không có đến với mình đó. Quá khứ thì đã qua, mà hiện tại mà không biết thừa hưởng cái an lành, cái hạnh phúc, cái giải thoát trong hiện tại, mà chỉ chờ nghĩ ở trong tương lai là lỗ lã đấy. Điều thứ nhất là tạo của cải vật chất mà nghĩ ngợi để cho tương lai mà không thừa hưởng ngay trong hiện tại, không hưởng trong hiện tại, cũng không là tạo những cái nhân lành, cái phước báo tốt ở trong hiện tại mà đặt tin tưởng ở tương lai là lỗ lã thiệt thòi cả hai mặt. Bản thân cái của cải vật chất đó không có lấy gì bảo đảm mình để tương lai mình xài. Bởi vì cái đạo lý vô thường, kim nhật bất tri minh nhật sự, mà thượng sàng bất liễu hạ sàng thời. Dép dưới giường, lên giường có thể là không bước xuống đi được. Làm lấy cái gì để bảo đảm cái tương lai ngày mai? Cho nên có những người để tiền của rất nhiều, cất nhà lâu đàng hoàng rồi hết mà chưa được ở. Thế thì là cái nhà lầu đó với cái sự nghiệp tiền của tương lai đó, nó có tương lai cho mình đâu. Đó là nói về vật chất mà để cho tương lai đó. Còn như tương lai về mặt tinh thần, về mặt tinh thần mà mình không hưởng được cái an lành, cái hạnh phúc, cái giải thoát tự tại mà chỉ đặt cái tin tưởng ở nơi cái tương lai là bằng cái kiểu thí dụ như là tâm sự nhờ thầy. Thầy giúp đỡ hết, thầy hướng dẫn hết, thầy lo hết để tương lai mà hưởng, cái đó là hoàn toàn lỗ lã thôi. Cái tương lai nó không có rồi. Cho nên là theo tôi tìm hiểu kỹ, thật kỹ của giáo lý rồi đó, là đạo Phật là dạy người ta cái cách sống. Ngay trong cái đời sống phải biết sống theo cái giáo lý để mà có cái sự an lạc, cái sự là kinh an, sự giải thoát ở hiện tại, chứ không phải là dạy con người ở tương lai. Bởi vì Bồ Đề Đức Phật chứng ngay trong cái lúc con người còn hiện tại đó chứ. Niết bàn của Đức Phật có trong lúc Đức Phật còn ở trên thế gian đấy chứ. Các hàng A La Hán cũng vậy, cái quả A La Hán người ta chứng, người ta thọ dụng cái quả an lạc đó trong lúc người ta còn. Cái niết bàn của người ta cũng là cái lúc người ta thừa hưởng trong lúc trên thế gian đó chứ. Mà bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ ngợi rằng là cái việc làm gì đó của chúng ta cứ để trong tương lai không là chúng ta thiệt thòi đó. Tương lai của chúng ta là thế nào? Tương lai của chúng ta là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ.
chúng ta sinh tử còn vô cùng. Thế thì là cứ tử sinh sinh tử thì là hiện giờ, mà nếu mà chúng ta không có hưởng được một cái an lành, cái hạnh phúc ở trên cõi đời này, thì còn cái chuyện sinh tử đó ai cũng vậy thôi, ai cũng sinh tử giống nhau. Và nếu mà ta mà có tu cái nhân lành đó, thì cái sinh tử đó chẳng qua là ta trở lại một cái đời khác nữa. Mà bây giờ ta không hưởng thì cái mà cái đời sau đó, nên nhớ rằng ta không có một cái bản ngã duy nhất là cái tên của ta và con người của ta đâu nha. Cái đó là cái ý niệm chấp ngã muôn đời sai lầm về cái chỗ đó. Cho nên là phải hưởng ngay cái hiện tại, cái an lành, cái giải thoát ngay cái hiện tại. Còn sau này khi ta chết rồi, cái làn sóng điện mà phước thiện của chúng ta đó, nó vẫn tản mạng, cái thất đại của chúng ta nó sẽ tản mạng về trong cái vũ trụ bao la. Sau đó nó duyên khởi ra, nó hình thành ra một cái thân hình, một cái con người cũng có phước đức, có trí tuệ, nhưng mà cái cuộc đời này nè, ta không còn là ta mà để mà ta nhớ rằng hồi trước ta làm, bây giờ ta phải hưởng, không còn, không có biết được cái đó. Cái tự ngã nhất định nó không còn. Thí nghiệm như bây giờ đây là chúng ta đây nè, chúng ta vui hay là khổ, chúng ta có biết ta là đời trước ta làm gì? Thất đại nó nhân duyên nó hòa hợp, nó ở trong cha mẹ ta sinh ra. Thì bây giờ đây là nếu mà ta làm cái điều lành, ta sống an lành hạnh phúc thì ta được hạnh phúc. Chứ còn cái trước của ta chứ là cái gì? Cho nên là cái giáo lý của Đạo Phật là dạy cho con người ngay trong cuộc sống phải điều chỉnh sống cho có phước đức, cho có trí tuệ, để cho nó được an lạc hạnh phúc. Mà chính cái an lạc hạnh phúc ở này thì đời sau mình cũng dựa vào cái nhân đó mà nó phát triển lên. Nhưng mà cái chính là cái ngay cái đời này. Đời này mà không có thì đời sau coi như cũng thiệt thòi lỗ lã, mình không biết mình lại. Thì mình nghĩ bây giờ đây này, mình coi nè, có phải là hồi trước là mình làm cái gì mà bây giờ mình hưởng cái như vậy không? Mình có biết không? Không hề ai biết. Cho nên ngay bây giờ là mình phải làm lành để làm chi? Làm lành là cốt, là mình sống đúng cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình để mình hưởng cái an lạc ở trong hiện tại. Chứ đừng bao giờ có ý nghĩ làm lành là để đời sau. Làm lành là an lạc hiện tại, phải hưởng cái đó. Còn làm ác là bị quả báo hiện tại. Thì các vị cứ thí nghiệm bản thân đi. Các vị mà nghĩ mà thù hận ai đó, oán ghét ai đó, thì ngay trong cái lúc mà khởi cái ý niệm thù hận, giận dữ, oán ghét đó là các vị lãnh cái khổ rồi, không còn chối cãi gì được hết. Giận ai đó, quán ai đó, ghét ai đó, hoặc là khởi một ý niệm tham lam bất chánh là các vị sẽ rây rứt tự đau khổ rồi. Rồi các vị thí nghiệm nha. Bây giờ chúng ta được cái phước duyên, ta có tiền bạc khá, ta đem đi cúng dường đầu này, bố thí đầu kia, giúp đỡ người nọ, cho kiểu này kiểu khác kiểu nọ. Các vị mà có tiền nhiều mà các vị làm vậy đó, các vị sẽ thấy các vị an lạc cả một cuộc đời. Nếu đúng cái điều kiện mà các vị có điều kiện, các vị làm đó coi, an lành hạnh phúc, rõ ràng vậy. Còn có ý nghĩ mà lừa đảo nè, giật quýt nè, là mua gian nè, bán lận nè, ăn gian của nhà nước nè, là cứ tước đoạt tài sản của nhân dân vân vân, chưa bị bắt đâu mà các vị đã đau khổ rồi đó. Do vậy cho nên cái Đạo Phật là dạy cho con người sống để hưởng cái hạnh phúc ngay trong cả đời này cả đã. Bởi vì cái chất liệu tương lai nó cũng là phải làm bằng cái chất liệu hiện tại mà. Mà cái hiện tại này mà đau khổ thì đòi ở tương lai làm sao có an lạc được. Thí nghiệm bằng bản thân mình là biết. Khởi một niệm
căm giận, oán thù, bực tức gì đó là tự mình khổ ngay. Mà nếu mà chúng ta mà không diệt được cái đó là ta lỗ thôi. Đời này lỗ và đời sau cũng lỗ. Tôi thì tôi hay dùng cái từ lời lỗ là cái chỗ đó. Và sự thật, sự thật là ta khéo dùng là ta có lời. Ta lời cái an lạc, cái hạnh phúc, cái giải thoát, cái tự tại. Còn bằng không cuộc đời này ta lỗ. Cuối cùng rồi 70 tuổi rồi chết rồi ha. Có người sống 70 tuổi chết rồi mà chưa nhìn kỹ được cái trời xanh ở trên ngay cái nhà mình, và cái mặt trăng lồng lộng ở trên nóc nhà mình, nghĩa là mấy mươi năm mình không thấy á, chứ không phải chơi đâu. Không hưởng được cái gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, sống với thực tế không có. Nhìn mà sống mấy mươi năm trời mà không thấy trăng. Tôi nói có khi là các vị về coi giật mình á, ở trong nhà cái máy lạnh không à, quạt máy không à, tối là dán mắt trong tivi rồi, hàng ngày thì lỗ tai trong âm nhạc rồi, thế thì là không hưởng được cái trăng thanh, cái gió mát, cái an lành, cái tiếng mà của thiên nhiên vũ trụ, cái nhạc đó các vị không hề nghe. Mà chỉ sống bằng cái thấy của tivi, của đầu máy, cái nghe của âm thanh nhạc của thiên hạ làm, ngửi thì của dầu thơm nước hoa của Pháp, của Đức, của Mỹ chế, hương vị thì người ta làm sẵn bán ngoài chợ ăn, thế thì sắc thanh hương vị xúc đều là cái đó, nó bao quanh vật chất. Mà còn cái thiên nhiên vũ trụ và nghe cái gì của lòng mình không có nghe được. Cho nên cái kinh này nó có cái diệu âm Bồ Tát và Quán Thế Bồ Tát đó, là người ta tu tập người ta lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của người ta, chứ người ta không cần nghe bên ngoài. Cho nên cái người mà biết tu thật sự, người ta không thèm nghe âm nhạc, mà người ta vẫn nghe vô lượng cái bài nhạc ở trong đầu người ta. Người ta an lành vô cùng mà ta không cần nghe nhạc bên ngoài. Người ta thấy vô vàn cảnh giới đẹp đẽ của thiên nhiên, của vũ trụ, mà ta không cần thấy của tivi, của đồ máy nhiều đâu. Nếu có là dầm chơi để vào cho biết rằng thiên hạ nó muốn bay quay cuồng, nó làm vậy thì đều là giống hết, không có cái gì thiệt. Khóc khóc giả, thương thương giả, yêu yêu giả, sang của sang giả, giàu giàu giả, và đau khổ tràn ngập, tất cả đều đó đều là giả. Nhưng mà có cái đau khổ là thiệt, là người nào cũng đau khổ. Cho nên là cái người mà là biết tu rồi đó, học cái phẩm diệu âm Bồ Tát là ta nghe không nghe âm thanh mà người ta nghe vô số bản nhạc. Nguyện trì kinh Pháp Hoa đồng nghĩa với nguyện tu theo kinh Pháp Hoa, chấp thọ hành trì theo giáo lý Pháp Hoa. Đó là ý nghĩa trì kinh ở về cái mặt tiêu cực á, về cái mặt thụ động. Còn về mặt tích cực thì trì có nghĩa là xiển dương, là truyền bá, là biên chép giảng nói cho nhiều người thể nhập cái tri kiến Phật. Chữ trì ở cái phẩm này là gồm ý nghĩa của cả hai mặt đó. Cả mặt tích cực là mặt truyền bá, xuyên dương. Cả mặt thụ động, mặt tiêu cực là cái mặt mà tiếp thu cái giáo lý rồi sống theo giáo lý đó, áp dụng trong cái đời sống của mình, gọi là trì. Từ các phẩm trước được khai thị về tri kiến Phật, đại chúng trong hội Pháp Hoa đã nhận thức rõ về cái chánh nhân thành Phật của mình, rằng tri kiến Phật hay là Phật tánh là cái mà tất cả chúng sinh bình đẳng có. Đó là cái chánh nhân thành Phật, là cái tri kiến Phật, là cái Phật tánh của mình, là cái chánh nhân thành Phật nha. Còn trì kinh là duyên nhân thành Phật đó. Cái này nghe cho kỹ à.
thì kinh là duyên nhân thành Phật. Nghe kinh như vậy nè là duyên nhân thành Phật. Trì trong đó thọ trì đọc tụng cũng là duyên nhân thành Phật. Còn cái chánh nhân á, chánh nhân Phật tánh mình đã có rồi. Cho nên là do nghe kinh, do học kinh mà mình điều chỉnh, mà mình cải tạo về những cái nghiệp bất thiện của thân, của khẩu và của ý. Thế thì là do nghe kinh mà điều chỉnh, mà cải tạo, mà bồi dưỡng cái thiện nghiệp của thân khẩu ý, tránh đi những cái ác nghiệp, những nghiệp bất thiện của thân khẩu ý. Do vậy cho nên là trì kinh tức là cái duyên nhân, tức là điều kiện phụ để thành Phật. Còn cái tánh nhân á, Phật tánh là cái vốn có của mình rồi. Học cái này cho kỹ. Bất cứ kinh điển nào, kể cả lời dạy của Phật Thích Ca, ngay kim khẩu của Ngài nói ra cũng là duyên nhân. Chứ không phải là Đức Phật nói cho mình nghe rồi nhờ có ông Phật đó, ông nói cho mình nghe rồi mình nhờ ông Phật đó. Không phải. Chính cái Phật tánh tri, cái Phật của mình, nó hiển lộ ra. Còn thành Phật hay sẽ thành Phật chỉ là vấn đề thời gian, cũng như sự phát triển sớm muộn của những cái hoa sen trong cánh đồng sen vậy. Đây là ý tôi viết cái này là tất cả chúng ta đây là đồng sen, là liên trì, là cánh đồng sen đây nè. Đó, tất cả đây là đồng sen, là cánh đồng sen đây nè. Điều kiện đất nước thời tiết thuận lợi thì sen ở đây mọc sớm, trổ hoa sớm, hoa to và đẹp. Đất xấu, điều kiện trợ duyên kém thì hoa sen nó nở muộn. Dù muộn nhưng mà cái tính chất trong nhân có sẵn quả, quả ở chính trong nhân của tất cả hoa sen thì không có một mãi mai nào sai khác. Nghĩa là Phật chất ở trong các vị sẵn đủ ý nhau. Cho nên như tôi nói nãy rồi, bảo rằng chúng sanh ở cách lâu xa Phật mà nhiều nghiệp chướng nặng nề, điều đó không đúng. Không phải ở cách lâu xa Phật mà nghiệp chướng nặng nề, mà sự thật cách lâu xa Phật, cái Phật chất, cái tri kiến Phật cũng bình đẳng như nhau. Chẳng qua là tại cái môi trường, cái điều kiện sống nó quá nhiều cái vật chất, nó nhiều cái mà người ta gọi là văn minh, gọi là hiện đại, thành ra nó sanh ra nhiều thứ phiền phức mà mình phải diệt trừ, mình phải hóa giải nó, cho nên nó hơi cực hơn một chút. Trì kinh là duyên nhân Phật tánh nè, là cái điều kiện kích phát cái sức nảy nở, làm cho cái hoa tri kiến Phật nó nở nhanh, cũng như đất nước thời tiết cần cho sự nảy nở hoa sen vậy. Đó, thành ra trì kinh là cái duyên nhân Phật tánh. Rồi cái ngày mà mình thành Phật ta gọi là liễu nhân Phật tánh, tức là Phật tánh của mình nó hiển lộ rõ ra, chứ không phải là cái mới có. Hết giờ. Và cũng coi như chấm dứt cái phẩm này, coi như chấm dứt phẩm trì. Các vị nào có tài liệu thì đọc thêm. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ biển não vô tận, Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.